Xin chào các bạn, trên tay mình đây là microphone đến từ thương hiệu Pulut, một loại microphone kẹp áo và theo mình nghĩ là rất phù hợp với các vlogger hay là các bạn chuyên làm về moto vlog. Cách đóng hộp ở phía ngoài nhìn khá là đơn giản, chỉ có một vài cái thông tin cũng như là cái thông số của cái micro. Thì cái mình đang có ở đây sử dụng và cái chuẩn vào là jack 3.5mm nha các bạn. Ngoài ra thì nó còn có loại jack Type-C cũng như là jack dành Lightning dành cho các dòng iPhone, iPad nữa. Đây là loại mic cải áo nha. Thì cái loại mic này sẽ không thể sử dụng được trên các dòng máy ảnh, máy quay. Nếu mà các bạn muốn mua dành cho máy ảnh và máy quay thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm đó chính là Boya M1. Boya M1 thì nó sẽ là loại micro cải áo và có thể sử dụng được cho các dòng máy ảnh và máy quay, có hỗ trợ mic bằng cổng 3.5mm. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái túi màu đen, nhìn cũng khá là đẹp. Con mic này thì mình mua ở Metro Shop với giá là 250.000 đồng. Các bạn quan tâm thì mình sẽ để link ở phía dưới phần miêu tả. Một cái túi nhìn nó khá là chắc chắn nha, tương đối đẹp. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sợi mic ở đây. Sợi mic này thì có độ dài là 3m và mình thấy là hoàn thiện rất là tốt nha các bạn. Chất lượng hoàn thiện rất là cứng cáp luôn. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần kẹp sắt ở đây để có thể kẹp lên cổ áo. Và một cái đầu mút, thực tế là hai cái đầu mút nha, và một cái bông lọc gió như vậy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp bông lọc gió vào thử nha. Rồi và sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mình đã lắp được cái bông lọc gió này vào cái đầu mic. Sờ khá là sướng các bạn ạ, sờ như kiểu là sờ mấy con mèo béo của Nga á. Nó sờ rất là thích. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test thử cái chất lượng âm thanh của cái mic này xem nó có tốt hay không, và việc sử dụng mic thì nó sẽ có thể cải thiện được âm thanh đáng kể hay không nhá. Một số dòng máy Android thì cái phần mềm camera mặc định của máy sẽ không nhận mic, thì các bạn có thể tải thêm ứng dụng là Open Camera về để có thể sử dụng mic ngoài nhá. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đường và mình test thử cái chất lượng mic để xem như thế nào nhá. Xin chào các bạn, đây là hình ảnh quay được bằng cái mic ghi âm trực tiếp của điện thoại. Và xung quanh không gian đây nó khá là ổn, có tiếng côn trùng kêu và rất nhiều thứ khác kêu nữa. Và các bạn đánh giá sao về chất lượng âm thanh này? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành sử dụng cái micro cải áo lúc nãy của Pulut để xem là chất lượng âm thanh nó được cải thiện hay không nhá. Rồi, còn đây là cái âm thanh mà mình ghi lại được bằng việc là mình sử dụng một cái micro cải cổ áo. Các bạn có thể đánh giá là chất lượng âm thanh nó được cải thiện khá là đáng kể. Cái này sẽ rất là phù hợp cho những ai làm vlog hoặc là moto vlog nha các bạn. Chất lượng âm thanh sẽ được cải thiện. Thêm nữa, một trong những điểm khá hay của con mic này đó chính là việc là mic sẽ không có bị tạp âm khi các bạn đứng gần ổ điện nha. Vậy thì các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Với mức giá chỉ 250.000 đồng thì nó có xứng đáng để sở hữu hay không? Thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Link mua hàng mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Nóng TV.